vậy cô cảm thấy có buồn không ạ? Thực sự ra thì khi mà cái drama này bắt đầu nổ trở lại thì tôi cũng không ngại nói với quý vị rằng là tâm linh là có thật. Bỗng nhiên trên điện thoại của tôi nó xuất hiện tất cả những hình ảnh và tin nhắn thằng Đỗ Hoàng Yên, và tôi sẽ chuyển lại cái pháp lý này với tất cả những người xúc phạm tôi. Tâm linh là có thật nha quý vị. Mặc dù lúc đó cái điện thoại của tôi bị bên bộ công an xóa sạch, nhưng bỗng nhiên nó xuất hiện lại tất cả các tin nhắn, và tôi sẽ đi vào con đường pháp lý với những người đã làm cho tôi khổ đau. Có chết tôi cũng phải đòi lại sự danh dự cho tôi. Đây là một cái đời drama thứ hai. Tôi đã đi một lượt rồi thì tôi phải đi về, có đúng không quý vị? Danh dự là thiêng liêng nhất. Không phải một người là vô cớ chửi tôi mà thấy tôi im lặng là tôi sợ. Không phải đâu, tôi đã nói rồi, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Bỗng nhiên tôi đi giúp dân, tôi làm những việc tốt cho dân mà xuống cao trà đạp tôi, chửi rủa tôi, xúc phạm tôi, không có công bằng gì với tôi đâu. Và hay thật quý vị, hôm qua anh Dũng nói rằng ngày mai em live stream chắc chắn là trời sẽ đổ mưa. Đúng thật luôn, hôm qua anh Dũng là môi nói cũng xác đất nha quý vị, đúng không anh Quỳnh Quý Dũng? Mời anh lên đây. Ông Quỳnh Quý Dũng nói rằng khi em live stream trời sẽ đổ mưa. Tâm linh là có thật, tôi sẽ khôi phục được tất cả những tin nhắn thành Đỗ Hoàng Yên lừa đảo tôi như thế nào, tôi hồi phục lại tất cả. Và cái đời thứ ba thứ hai sắp sửa xuất hiện nha quý vị, sắp sửa nha. Bây giờ những người yêu tới Hoàng rất là đông ngày hôm nay. Dũ ơi, em quỳ em lại anh, em lại anh là bởi vì anh nói em là khi live stream trời sẽ đổ mưa. Đúng, mưa thật, đang mưa. Có lẽ là ông trời thấu hiểu được sự khổ đau của tôi đó quý vị. Nước mắt và máu tôi đổ xuống, một lòng tôi yêu nước thương dân. Tôi không bao giờ tôi quay lưng lại với đất nước, với nhân dân. Anh trời đã chứng cho tôi. Quý vị thấy không, tất cả những tin nhắn xóa hết, bỗng nhiên hôm nay nó hồi phục lại tất cả. Và cuộc chiến pháp lý sẽ bắt đầu. Bà Bảo Hằng ơi, nếu như vậy thì ở đây chúng tôi cũng được hỏi là những người này trong cái khổ đau suốt 2 năm rưỡi cách ly vừa qua, thì tại sao là sau 2 năm rưỡi mà có rất là nhiều biến cố như vậy thì cô vẫn quyết định là mở lại viện cách ly Hoàng Vũ ạ? Kính thưa quý vị, tôi đi tù 2 năm rưỡi, tôi học được một chữ nhẫn. Một là nhẫn nhịn, hai là nhẫn tâm. Nhưng tôi nhẫn nhịn chứ tôi không nhẫn tâm, bởi trong tôi luôn dào dạt tình yêu thương đối với trẻ em nghèo bất tận. Và buồn lắm chứ quý vị, hôm qua tôi có nói là khi tôi xa, cách xa gia đình, tôi nhớ chồng, nhớ con, nhớ tất cả những người thương mến tôi. Rồi khi tôi vừa về, tôi lên mạng xã hội thì bao nhiêu kẻ đã tấn công tôi, mục đích quá rõ ràng, đúng không? Mục đích quá rõ ràng, họ kết đó là thành một chùm để tiếp tục tấn công tôi. Thì quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ tôi nói thêm một cái nữa nè, riêng cái chuyện ông thầy Minh Tuệ, tôi kêu thầy là tôi đã quá lịch nha. Bỗng nhiên á, ông Du Tấn Vui gì đó, ông thích quần lọt he đó, lại chửi tôi. Bây giờ anh ấy là thích lọt he, còn tôi là thích ảnh ghê đó, chửi tôi sạch mặt. Và đặc biệt là luật sư và giới báo chí họ phát cho để chửi tôi vì mục đích gì quý vị có hiểu không? Quý vị thấy không, đúng như là anh Dũng tiên tri, mưa thật, mưa thật quý vị ơi. Chú nói lần nào cũng như lần đó, đúng tôi thật luôn. Bây giờ thế này ạ, nếu như mưa nhỏ nhỏ thì mình còn có thể là tiếp tục mình chia sẻ, còn nếu mà chẳng may mà mưa lớn quá như là lời chúc dụng thì không sao cả quý vị ơi, chúng ta sẽ tạm một chút xíu để mà mình có thể quay trở lại hạnh phúc. Còn bây giờ thì ý kiến mọi người quá chơi quý vị. Quý vị hết lòng thì tôi hết dạ. Cho nên tôi nói thêm một điều, một con người sinh ra nó phải có một cái nhân cách, cái cốt cách từ một con người. Họ biêu ríu tôi đủ trò, họ làm nhục tôi đủ kiểu, nhưng tôi vẫn hiên ngang sống và tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm. Và quý vị thấy không, tôi vừa lên tôi nói quốc không được phát nào vì các hội
biết hiện nay cái lực tụ tịch rất nhiều, 63 tỉnh thành gần như tụi nó có. Vì sao? Vì tôi ở trong trại giam An Phước, những người tù người ta tưởng rằng tôi là phản động, vì vào tội 331 đa số là phản động có tổ chức hết. Nhưng tôi chửi vì đam mê chứ tôi không có phản đạo. Đúng không quý vị? Và họ đã rò rỉ rất nhiều thông tin cho tôi. Tôi biết cả ông tổng thống Thọ kìa. Việc đặc biệt thì tôi nói nó còn có tổng thống Thọ đó quý vị. Nó đưa những cái chức sách cho những người gọi là ham chức ham danh mù quáng để mà lao vào một cái công cuộc chống đối lại đất nước mình rất là nguy hiểm, núp lùm khắp nơi. Và tôi nói luôn quý vị như thế này, cũng trong cái ngày đó một chị rất sang đến nói với tôi gì nè: em sai rồi Hằng ơi. Tôi mới hỏi sai chỗ nào. Bà ấy nói với tôi là tại sao em đóng góp vào quỹ mặt trận tổ quốc tiền làm gì, tại sao em đi kêu gọi tiền cho tổ mặt trận tổ quốc để làm gì, em sai rồi, em quay đầu đi. Quý vị thấy không, tôi á rất tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống tôi rất tỉnh táo. Đi tù tôi còn chưa sợ mà làm sao tôi sợ những con người đó. Và tôi đã xác nhận cho quý vị rằng là tôi hiện nay là tâm điểm của những người chống lại đất nước mình. Cho nên họ ra sức họ chửi tôi, rồi mọi người không hiểu biết bày đàn vô chửi tôi. Có tội nghiệp tôi không? Tôi đâu có được cái gì. Tôi chỉ có mỗi tội yêu nước thương dân thôi. Mà từ người già tới người trẻ, mà nhất là giới báo chí và luật sư chửi tôi tan nát hết. Đi bươi mốt những cái chuyện không có, dựng lên những cái câu chuyện nghe thật là bất chân nghe nghiêm trọng của tôi để mà tạo dựng lên cho mọi người nghĩ sai về tôi. Quý vị thấy có đáng sợ không? Thì nói gì nói, dù cho trời mưa hay trời nắng gì thì tôi cũng đáp trả cho quý vị là bà Hàn Quốc không được thằng nào. Dạ. Nhưng mà cô Hằng ơi, có một điều mà không chỉ chúng tôi rất là thắc mắc, đó là dạ, quý vị thấy là trời cũng đang mưa đúng không ạ? Mình có muốn là tiếp tục không ạ, thưa quý vị? Tiếp tục không ạ? Dạ vâng. Thế thì bây giờ chúng tôi muốn hỏi một câu rằng là sau tất cả những cô Hằng làm rất là nhiều điều ý nghĩa giúp đời giúp người như vậy, thì tại sao mọi người cố gắng là có những người cố gắng là xóa bỏ những công sức đã làm ra, xóa bỏ lẫy căng như là tại sao những người sẵn quyết định là mình tiếp tục là giúp đời giúp người? Tại sao thường tôi thấy là thấy mình làm tốt cho đời mà họ không chấp nhận, họ cũng chấp nhận mình sẽ làm những điều này không ăn nữa. Mình không sống trong bị lưỡi thế gian, mình sống mình có lý tưởng của mình và mình có những cái quyết định của riêng mình, không phải hôm nay. Cho nên tôi nói khuyên cho mọi người là sống phải có một lựa chọn. Cho nên cô mới vừa nói có nửa câu thôi là họ được té hầm đầm trong đó, cô nói là không được thấy